Cách làm kem từ sữa bột tại nhà ngon hơn ngoài quán. Nguyên liệu: sữa bột, nước ấm, 200mg kem tươi, một hộp sữa ông thọ bé, một muỗng canh bột năng, khuôn kem cây. Bước 1. Pha sữa bột theo tỷ lệ theo chỉ dẫn dùng ghi trên hộp sữa bột sao cho được 300-350ml sữa. Đun nóng sữa đến khoảng 40-45 độ C và để bếp về mức nhỏ nhất. Bước 2. Cho kem tươi vào máy xay sinh tố rồi đổ phần sữa đặc vào cùng. Nếu như không có máy xay, bạn có thể sử dụng máy đánh kem để đánh cho bông kem lên. Bước 3. Hòa tan bột năng vào bát con, sau đấy đổ vào phần sữa đang đun. Khuấy đều tay đến khi sủi lại rồi bắc ra ngoài để nguội. Bước 4. Sử dụng máy xay sinh tố hoặc sử dụng máy đánh trứng để đánh kem. Sau đấy cho hai hỗn hợp đã chuẩn bị ở trên để cho vào để làm. Lưu ý bạn không nên đánh nhiều vì sẽ làm khô và cứng kem. Bước 5. Sử dụng hộp nhựa hoặc sử dụng dụng cụ làm kem để đổ vào khuôn, bảo quản và đậy kín rồi để trong tủ lạnh chừng 8 tiếng là có thể sử dụng được. Bạn có thể sử dụng thêm nguyên liệu từ bột cacao hay sử dụng thêm nguyên liệu dừa thêm để tăng sự đa dạng cho món kem. Với nguyên liệu rẻ, dễ tìm và cách thực hiện đơn giản, kem tươi là món ăn giải khát lý tưởng để chiêu đãi cả gia đình. Với các bé lười uống sữa thì món ăn này càng trở nên hữu dụng với các bé. Cảm ơn các mẹ đã xem video. Chúc các mẹ chế biến món ăn thành công.